Anh chị em thân mến, tôi cảm tạ Chúa cho tôi được làm thánh lễ này để bắt đầu sứ vụ phê rổ ngay trong ngày lễ thánh Giuse, hôn phu của trinh nữ Maria và là thánh quan thầy của giáo hội Y Hoàn Vũ. Đây là một trùng hợp đầy ý nghĩa, và cũng là ngày lễ thánh bổn mạng của giáo hoàng tiền nhiệm đáng kính của tôi. Chúng ta gần gũi ngài với cầu nguyện, đầy thương mến và cảm tạ. Nồng nhiệt chào mừng các anh em Hồng Y và giám mục, linh mục, phó tế, anh chị em tu sĩ và tất cả anh chị em tín hữu. Cảm ơn các vị đại diện của các giáo hội Y và cộng đồng tu sĩ khác, cũng như đại diện của cộng đồng Do Thái và các cộng đồng tôn giáo khác, đã có mặt tại đây hôm nay. Chào mừng lãnh đạo các quốc gia và chính phủ, các phái đoàn chính thức của nhiều nước trên thế giới, và các phái đoàn ngoại giao. Chúng ta đã nghe trong phúc âm rằng, Giuse làm theo lệnh của thiên thần của Chúa và nhận Maria làm vợ. Những lời này nói đến sứ mệnh Chúa giao cho Giuse, Giuse phải là người bảo vệ. Bảo vệ ai? Bảo vệ Maria và Jesus. Sự bảo vệ này được nới rộng ra đến giáo hội, như chân phước Doan Phảo Nổ II đã chỉ ra, như đã từng chăm sóc yêu mến Maria và tận hiến đời mình để nuôi dưỡng Jesus, thánh Giuse cũng canh giữ và bảo vệ thân thể mầu nhiệm của Jesus, tức là giáo hội, mà trong đó trinh nữ Maria là hình ảnh và gương mẫu. Giuse đã thực hiện vai trò bảo vệ như thế nào? Một cách kín đáo, khiêm tốn và âm thầm, nhưng luôn luôn có mặt và tuyệt đối trung thành, kể cả khi chính Giuse cảm thấy khó hiểu. Từ lúc đính hôn với Maria cho đến khi tìm thấy Jesus lúc 12 tuổi trong đền thánh Jerusalem, Giuse luôn có đó trong mỗi giây phút với chăm sóc yêu thương. Là một người chồng, Giuse luôn ở cạnh Maria, lúc thanh thản cũng như lúc khó khăn, trên hành trình về Bethlehem để kiểm tra dân số cũng như những giờ phút hồi hộp và vui mừng lúc Maria sinh nở, giữa cuộc chạy trốn bi thảm qua Ai Cập hay lúc đôn đáo tìm con trong đền thờ, cũng như sau đó trong đời sống gia đình hàng ngày ở Nazareth, trong gian trái nơi Giuse dạy. Thánh Giuse đã đáp ứng thế nào với ơn gọi làm người bảo vệ Maria, Giết và giáo hội? Thưa, bằng cách luôn luôn để tâm đến Chúa, mở lòng để nhận những dấu hiệu hiện diện của Chúa và chấp nhận các kế hoạch của Chúa, không phải là kế hoạch của riêng mình. Đây chính là điều Chúa đã đòi hỏi David như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Chúa không muốn một căn nhà do con người xây, nhưng Chúa muốn con người trung tín với lời Chúa, với kế hoạch của Chúa. Chính Chúa xây nhà, nhưng bằng những viên đá sống, mang dấu ấn của Thánh Linh Chúa. Giuse là người bảo vệ vì Giuse lắng nghe tiếng nói của Chúa và để cho ý Chúa dẫn đường, vì thế Giuse rất nhạy cảm đối với những người Giuse được giao nhiệm vụ canh giữ an toàn. Giuse có thể nhìn mọi sự một cách thực tế, hiểu được mọi sự quanh mình, có thể làm những quyết định thông minh. Trong Thánh Giuse, các bạn thân mến, chúng ta học cách đáp ứng tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng và tự nguyện, nhưng chúng ta cũng thấy rõ cốt lõi sứ mệnh của người Kitô, đó chính là Chúa cứu thế. Hãy bảo vệ Chúa cứu thế trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể bảo vệ người khác, để chúng ta có thể bảo vệ mọi tạo vật. Nhưng sứ mệnh làm người bảo vệ không chỉ liên hệ đến các tín hữu Kitô chúng ta, mà còn có một chiều kích cao hơn, đó là chiều kích con người, liên hệ đến tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là bảo vệ tất cả mọi tạo vật, bảo vệ vẻ đẹp của vũ trụ đã được tạo lập, như sách Sáng Thế Ký nói với chúng ta và như Thánh Phanxicô Assisi chỉ cho chúng ta. Có nghĩa là tôn trọng mỗi tạo vật của Chúa và tôn trọng môi trường chúng ta đang sống. Có nghĩa là bảo vệ mọi người, biểu lộ quan tâm yêu mến đến mỗi người và tất cả mọi người, nhất là trẻ em, người già, và những người thiếu thốn, là những người mà chúng ta thường ít nghĩ đến nhất. Có nghĩa là chăm sóc nhau trong gia đình, vợ chồng trước hết bảo vệ nhau, và rồi, làm cha mẹ, thì chăm sóc con cái, và con cái, đến lúc của mình, thì bảo vệ cha mẹ. Có nghĩa là, xây dựng tình. Bạn chân thật trong đó chúng ta bảo vệ nhau trong tin tưởng, tôn trọng, và điều thiện. Cuối cùng thì, mọi sự đã được giao cho chúng ta bảo vệ, và tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về việc đó. Hãy là người bảo vệ những món quà của Chúa. Khi nào con người không sống đủ với trách nhiệm này, khi nào chúng ta không chăm sóc mọi tạo vật và các anh chị em của chúng ta, con đường hủy diệt sẽ mở ra và trái tim chúng ta thành chai đá. Đau đớn thay, trong mọi thời đại của lịch sử đều có các vua Hê-rô để lập mưu lập kế để tạo ra chết chóc, hủy hoại, và bóp méo bộ mặt của con người. Làm ơn! Tôi xin hỏi tất cả các vị đang ở trong các địa vị có trách nhiệm về kinh tế, chính trị và xã hội, và tất cả mọi người thiện tâm, chúng ta hãy là những người bảo vệ tạo vật, những người bảo vệ kế hoạch của Chúa đã khắc sâu trên thiên nhiên, những người bảo vệ nhau và bảo vệ môi trường. Đừng cho phép các điểm xấu của hủy diệt và chết chóc đi cùng hàng với sự tiến triển của thế giới. Nhưng là người bảo vệ, chúng ta phải canh giữ chính mình. Đừng quên rằng oán ghét, ganh tị và kiêu căng làm cho đời sống ta thành dơ bẩn. Là người bảo vệ, như vậy, có nghĩa là canh giữ cảm xúc của chúng ta, canh giữ trái tim của chúng ta. Bởi vì trái tim là ngai vàng của thiện ý hay ác ý, những ý tưởng có thể xây lên hoặc đập xuống. Chúng ta đừng sợ điều thiện, và cũng đừng sợ sự dịu dàng. Tôi muốn nói thêm một điều ở đây,
quan tâm, bảo vệ, đòi hỏi điều thiện, đòi hỏi một dịu dàng nhất định nào đó. Trong các phúc âm, Thánh Giuse xuất hiện như một người mạnh mẽ và can đảm, một người lao động, nhưng trong trái tim Giuse, chúng ta thấy sự dịu dàng rất lớn, và đó không phải là đức hạnh của người yếu đuối mà là dấu hiệu của sức mạnh tinh thần và khả năng lo lắng, từ ái, thật sự rộng mở với mọi người, và yêu thương. Chúng ta đừng sợ điều thiện, đừng sợ sự dịu dàng. Hôm nay, cùng với việc mừng lễ Thánh Giuse, chúng ta cũng mừng ngày khởi đầu sứ vụ của Tân Giám Mục Roma, người thừa kế Thánh Phêrô, có liên quan đến một ít quyền lực. Chắc là Chúa Giêsu Kitô trao quyền lực cho Phêrô, nhưng quyền lực gì vậy? Ba câu hỏi của Giêsu cho Phêrô về tình yêu có ba mệnh lệnh đi theo, nuôi cừu non của Thầy, nuôi cừu lớn của Thầy. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng quyền lực chính thống là phục vụ, và giáo hoàng cũng thế, khi sử dụng quyền lực, phải bước hoàn toàn vào phục vụ đó mà đỉnh điểm sáng chói là thập giá. Giáo hoàng phải được gợi hứng bởi sự phục vụ trung thành, cụ thể và thấp hèn của Thánh Giuse và, cũng như Thánh Giuse, giáo hoàng phải mở rộng vòng tay để bảo vệ mọi con cái Chúa và với nhân ái dịu dàng ôm ấp toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người nghèo nhất, yếu nhất, nhỏ bé nhất, những người mà Thánh Ma-thi-a liệt kê trong phán xét cuối cùng về tình yêu, người đói, người khát, người xa lạ, người trần truồng, người bệnh, và người tù tội. Chỉ những người phục vụ với tình yêu mới có thể bảo vệ. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phao-nô nói đến Abraham, người chỉ hy vọng trong tuyệt vọng, mà vẫn tin. Hy vọng trong tuyệt vọng. Hôm nay cũng thế, giữa bao nhiêu tối tăm, chúng ta cần thấy ánh sáng hy vọng và phải là người mang hy vọng đến cho người khác. Bảo vệ tạo vật, bảo vệ mỗi người, nhìn mỗi người với sự dịu dàng và tình yêu, đó chính là mở ra một chân trời hy vọng, đó chính là tạo một luồng ánh sáng xuyên qua những đám mây nặng trĩu, đó chính là mang lại niềm ấm áp của hy vọng. Cho mọi tín hữu, cho những người Kitô chúng ta, như Abraham, như Thánh Giuse, niềm hy vọng mà chúng ta mang đến được đặt lên chân trời của Chúa, là chân trời đã mở ra trước mặt chúng ta trong Chúa cứu thế. Đó là một hy vọng được xây trên đá tảng, là Chúa. Bảo vệ Giêsu với Maria, bảo vệ toàn thể tạo vật, bảo vệ mỗi người, đặc biệt là những người nghèo nhất, bảo vệ chính chúng ta. Đây là một phục vụ mà giám mục của Roma được gọi để làm, nhưng là một phục vụ mà tất cả chúng ta đều được gọi, để ngôi sao hy vọng sẽ chói sáng. Chúng ta hay bảo vệ, với tình yêu, tất cả những gì Chúa đã cho chúng ta. Tôi xin lời. Cầu nguyện phụ trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, Thánh Phêrô, Thánh Phao-nô, Thánh Phanxicô, để Thánh Linh Chúa đi cùng tôi trong sứ vụ của tôi, và tôi xin tất cả anh chị em cầu nguyện cho tôi. Amen.